Theo thông tin vừa được Cục An toàn Thông tin thuộc Bộ Thông tin Truyền thông công bố vào hôm qua, thì cứ 100 thư rác được gửi đi trên thế giới thì có 10 thư xuất phát từ Việt Nam. Hiện thì Việt Nam đang đứng thứ nhất châu Á và thứ nhì thế giới về tỷ lệ phát tán thư rác. Ngoài ra thì Việt Nam cũng đang xếp thứ 5 thế giới về tỷ lệ nhiễm mã độc với 30,5% thiết bị công nghệ thông tin bị lây nhiễm mã độc. Trong thời gian gần đây thì đã có nhiều cuộc tấn công trực tuyến nhằm vào các tổ chức và chính phủ của các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cũng theo báo cáo của Cục An toàn Thông tin, tính đến tháng 5 năm nay đã có 900 website của Việt Nam bị tấn công, trong đó có 10 website có tên miền là gov.vn.